con này. Ừ, cho bạn này ăn đi. Ui, ừ, đây có một bạn gà đỏ giống mẹ chưa Su nhỉ? Wow, bạn này đáng yêu quá. Su ơi Su, Su đi, đi lui ra để cho các bạn thử đi là chị thả các bạn cho các bạn ra khỏi ổ nhé. Em ơi, ra ổ chơi nha. Su kia phải con gà của em không? Đúng rồi. Từ từ nhá. Nó sẽ chạy nhanh lắm ấy. Cho đi. Đi ra ngoài. Đây rồi. Em từ từ. Đúng rồi. Chị ở đằng trước em ở đằng sau nhá. Rồi, vô đi Su. Vô đi. Đi chơi rất là xa nhá, không chịu ở nhà thì cả chị mình cho nó về nhà đó. Ô, hình như là chắc nó vào cái áo ấy. Đấy, con gà này mưu nhỉ em nhở. Đi chơi ra mãi công viên ở kia, hai chị em mình ra bồ mãi mới được. Đấy, hay đi ra đằng xóm rồi. Bây giờ chơi ở sân nhà mình thôi, em thả xuống đi cho nó chơi ở sân nhà mình. Em trông gà cẩn thận nhá, nó mà đi đâu được nó mất. Ô, nhỏ, chú hạ xuống ăn mẹ trứng hả? Xuống xem nó có điểm phản ứng không nhá. Khoảng nước. Thế này được 2 quả rồi đấy Su. 1, 2. Không được, nó để thêm 1 quả nữa đấy. Nào chị em mình xem nó có để tiếp không nha. Có đấy. Bây giờ trứng rất là nóng rõ đấy. Cô Su nhảy cẩn thận không dẫn vào trứng nha. Vậy là chúng ta sẽ có những chú gà xinh xắn rồi. Khoảng nước có đúng đấy hả Su? Trứng quá. Ôi bạn gà thật là giỏi. Su ơi, chúng mình nhặt trứng về cho nó ấp đi. Gà ơi, gà về thôi. Cũng khả mạnh chơi cho em này. Ờ, chờ tí, chắc chưa? Không để ý đâu chị ơi. Còn không? Em cầm trứng chị bê gà nhá. Gà ơi về nhá, về để ấp trứng nhá. Hôm nay gà để được mấy quả trứng rồi nhở? Này để chị cho gà vào đây nhá. Mẹ gà ơi ấp trứng đi nhá. Để lên những bạn gà xinh xắn nhá. Ôi, chú gà này đáng yêu quá. Bây giờ hai chị em mình đi lấy thức ăn cho gà đi. Đúng rồi, để tí gà để xong cho gà ăn. Không biết các chú gà của mình thế nào rồi em chưa gì kia. Hóa ra các chú gà của mình nở rồi Su này, đáng yêu thế. Chắc là nở xong các chú gà rất đói đấy. Em ơi, cho các bạn gà ăn đi. Bạn ấy còn đồng đầy này. Các bạn ấy yêu thế. Gà này Su xinh nhở. Bạn ấy đòi ăn này Su này. Su ơi Su, cho con này. Bạn ấy ăn đi. Đây có một bạn gà đỏ giống mẹ chưa Su nhở? Bạn này đáng yêu quá. Su ơi Su, Su đi đi lui ra để cho các bạn thử đi là chị thả các bạn cho các bạn ra khỏi ổ nhé. Em ơi ra ổ chơi nha. Su nhìn này các bạn đáng yêu không em? Mẹ gà ơi, mẹ gà ra chơi cùng với các con nha. Đáng yêu quá. Cho gần mẹ em. Vào gần mấy mẹ nha. Mẹ gà đấy. Mẹ gà lại muốn vào ổ thì Su ạ. Hai chị em mình cho các bạn gà đi chơi nha. Rồi em cho bạn gà của em xuống. Các bạn ấy nhảy tưng luôn. Bạn gà này chạy xa quá. Gà bé ơi về nhà nhá. Hai anh em đấy đúng không? Vâng, đây là em về để anh. Đúng rồi, hai anh em bạn gà đấy, hai anh em bạn dễ thương nhỉ. Mẹ gà đây đi thử quả trứng cũ của chưa nở. Bà Su ơi, chúng mình đi về đi, muộn rồi, để cho mẹ con gà chơi ở đây thôi. Ở trong vườn nhà mình thì không sợ rồi nhỉ. Mình đi về đây, tạm biệt gà nhá. Ngày mai bọn chị sang chơi nhá. Mà đang ngoài đổ kia. Đúng rồi, gà mẹ có một quả nữa chưa nở mà em chạy tất cả các bà gà đấy rồi chúng mình.